Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao các cựu lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ thủ thiêm chưa bị truy tố? Lê Thanh Hải và những đồng bọn thân cận chưa bị khởi tố và lý do duy nhất là quyền lợi của các phe nhóm còn cài cắm lại quá nhiều Lê Thanh Hải đã giữ chức bí thư và chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh hơn 15 năm đã cài cắm được những chân rết, những thế lực của mình vào tất cả các ban ngành. Nên bây giờ mà muốn đem những người này ra xử lý thì rất là khó. Có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng Lê Thanh Hải, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đang trong tầm ngắm của chiến dịch đốt lò của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và nhiều khả năng ông này sẽ bị đưa ra truy tố vào năm 2020 này. Một nhà quan sát đã cho chúng tôi biết trong thời gian qua, một loạt những người thuộc phe cánh của Lê Thanh Hải và người ngay cả những người thân của ông đều bị phanh phui các sai phạm và đối diện với hình thức kỷ luật của Đảng. Và hôm ngày 6 tháng 7, ông Lê Tấn Hùng, em ruột của ông Hải cũng đã bị công an bắt để điều tra về những sai phạm trong vụ xử lý nhà nước khi ông còn là tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn Sagri. Hồi trước đó, hồi đầu năm 2018, Lê Trương Hải Hiếu, con trai của Lê Thanh Hải, là chủ tịch quận 12 đã bị kỷ luật về đảng vì đã có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân và có con riêng. Trong khi đó, Học viện Cán bộ Thành phố nơi vợ ông Hải là bà Trương Thị Hiền từng làm giám đốc đã bị phanh phui sai phạm về quản lý tài chính với số tiền hàng trăm tỷ Việt Nam đồng hồi tháng 11 năm 2018. Bên cạnh đó, hàng loạt các quan chức thân cận dưới trướng của Lê Thanh Hải như cựu Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang và các cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Tài và Nguyễn Hữu Tín lần lượt đều bị kỷ luật và cách chức vì các sai phạm. Cuối tháng 6 năm 2019, Thanh tra Chính phủ cũng đã công bố bản báo cáo chờ đợi kết luận thanh tra về khu đô thị mới Thủ Thiêm vốn diễn ra dưới thời của Lê Thanh Hải là lãnh đạo cao nhất của thành phố. Trao đổi với phóng viên, hồi đó ông Phạm Trí Dũng chưa bị bắt, nhà quan sát chính trị từ thành phố Sài Gòn nói rằng đây là những dấu hiệu cho thấy Lê Thành Hải sắp bị sờ gáy. Lê Tấn Hùng là người đầu tiên trong gia tộc của Lê Thành Hải không những bị kỷ luật mà còn bị truy tố. Ông Dũng nói, khi Lê Tấn Hùng bị bắt, có dư luận ở Sài Gòn cho rằng vụ bắt bớ này nhiều khả năng sẽ dẫn đến nhà của Lê Thành Hải với lý do ông Hải liên quan đến nhiều sai phạm ở khu đô thị Thủ Thiêm. Ông Hải cũng là người liên quan đến rất nhiều vụ bất động sản đất vàng ở thành phố Sài Gòn, đặc biệt có sự ưu ái rất rõ ràng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nhà báo độc lập từng làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng hơn 30 năm nay nhận định. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho rằng trong vụ việc của ông Hùng thì ông Hải không bị liên đới vì hai cơ quan này có quyền hành khác nhau. Ông Phạm Trí Dũng dẫn chứng dấu hiệu rõ ràng nhất về chiếc thòng lọng đang siết chặt với cổ Lê Thanh Hải và bản báo cáo kết luận của thanh tra chính phủ về vụ thủ thiêm mà trong đó lần đầu tiên nêu con số 26.300 tỷ Việt Nam đồng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn trả cho ngân sách của trung ương. Qua vụ bắt giữ ông Hùng, ông Dũng cho rằng thế lực của Lê Thanh Hải đã bắt đầu suy yếu và trong thời gian Lê Thanh Hải, tại vị từ năm 2001 đến năm 2016, ông ta là một thế lực số 1 tại Sài Gòn. Số nhân sự mà Lê Thanh Hải bố trí cài cắm ở các sở ban ngành của thành phố có thể đã chiếm đến 40-50% tổng số nhân sự trung cao cấp. Ông Dũng cho biết nhưng cũng nói thêm rằng những lãnh đạo hiện nay ở thành phố như Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng thuộc phe cũng không thuộc phe cánh của ông Hải vì có xuất xứ rất khác với ông Hải và đặc biệt không dính đến các vụ sai phạm của ông Hải tại Thủ Thiêm hoặc ở Sài Gòn trước đó. Ông nói rằng việc khép chặt vòng vây đối với Lê Thanh Hải là chiến thuật ưa thích của ông tổng tịch Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch đột lò, đó là không đánh thẳng vào trung tâm mà đánh từ vòng ngoài, từ những người thân tín và những người trong gia đình rồi từ từ khép dần vào vòng trong. Khi được hỏi về xử lý nhân vật cao cấp như Lê Thanh Hải thì liệu ông Nguyễn Phú Trọng có được sự ủng hộ của đa số trong bộ chính trị hay không, ông Dũng cho rằng điều đó tùy thuộc vào sự chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng. Nếu Nguyễn Phú Trọng muốn đốt lò Lê Thanh Hải thì đa số bộ chính trị sẽ ủng hộ hoặc phải ủng hộ. Còn nếu như ông Trọng chỉ đạo nới tay thì việc xử lý ông Hải chỉ là xử lý trong nội bộ đảng chứ không chuyển qua truy tố hình sự. Ông Dũng giải thích vào năm 2018, dường như ông Trọng có vẻ nới tay với nhóm lợi ích tham nhũng ở Sài Gòn. Ông ấy nhắc đi nhắc lại triết lý là chống tham nhũng cần phải nhân văn. Sau sự cố kiên giang hồi tháng 4 năm 2019, Nguyễn Phú Trọng đã trở nên cứng rắn hơn, độc đoán hơn và mạnh mẽ hơn trong việc đốt lò. Ông Dũng nhận định. Một khi mà Lê Tấn Hùng đã bị bắt thì tôi nghĩ rằng vấn đề Lê Thanh Hải và nhóm lợi ích của ông ta sẽ bị chìm xuồng vấn đề còn lại là thời gian. Tuy nhiên một số biến cố không thể không tính đến là tình hình sức khỏe của ông Trọng và thời gian gấp gáp vì sắp diễn ra đại hội 13 của Đảng, Cộng sản và nhiều khả năng là ông Trọng sẽ về hưu hoặc là ông đi tiếp, điều đó cũng chưa thể biết trước được với những gì mà ông Trọng đang mong muốn là muốn ngồi tiếp, nhưng sức khỏe của ông thì có lẽ ông phải về. Ông Trọng biết rằng vụ thủ thiêm phải làm mạnh tay thì ông mới có thể tái sắp xếp và bố trí nhân sự ở khu vực Sài Gòn. Khi được hỏi thêm ông Trọng về hưu thì liệu người lên thay ông có tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng của ông hay không thì ông Dũng nói rằng cho dù ông Trần Quốc Vượng hay bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Xuân Phúc hay một ai đó đi lên thì cũng khó có thể làm quyết liệt được nhiều trọng. Bởi vì ông nào cũng dính phốt nặng cả. Mặc dù ông trọng cũng dính phốt nhưng phốt của ông chưa bị khui ra cho nên ông đánh tham nhũng cũng dễ hơn những người khác. Ví dụ như Trần Quốc Vượng cũng là người cũng mang tính là rất liêm khiết hay bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn ông Nguyễn Xuân Phúc thì những người này thì có tai tiếng nhiều hơn và có phốt cũng nhiều hơn cho nên khả năng đánh tham nhũng sau đại hội 13 là sẽ yếu đi rất nhiều so với thời của ông Nguyễn Phú Trọng. Thiên thời địa lệ nhân hòa hiện nay đều đang rất tốt với Nguyễn Phú Trọng để đốt Lê Thành Hải. Ông ấy sẽ không gặp bất kỳ phản ứng nào từ dư luận xã hội hay trong đại hội của đảng. Mặc dù phe cánh trong bộ chính trị nhưng khác với một số nhân vật khác có điều hơi lạ là Lê Thành Hải không có nhân vật lão thành nào đứng ra bảo trợ cho ông ta. Ông phân tích, chẳng hạn như cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một trong những người được ông Trọng tham vấn. Nếu như Lê Thanh Hải được Lê Khả Phiêu không có ý kiến xấu thì có lẽ số phận của ông ta không đến nỗi nào. Từ các nhóm lợi ích, giới cách mạng lão thành cho đến những người dân đều căm ghét và khinh bỉ ông Lê Thanh Hải. Ông Dũng cũng nhận định rằng số phận của ông Lê Thanh Hải giờ đây đang được tính bằng ngày bằng tháng vì thời hạn chót mà báo cáo kết quả của thanh tra chính phủ đưa ra để khắc phục hậu quả. Ông dự đoán là bắt đầu từ đầu năm 2020 đến hết năm 2020 thì sẽ là bắt đầu quy trình tố tụng đối với ông Lê Thành Hải. Không loại trừ Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ đạo rút ngắn thời gian vì thời gian ông trọng đến đại hội 13 chỉ còn vài tháng. Ông Cao Thăng Ca nhận định về câu nói của Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Nhân, ông Nhân nói xử lý cán bộ đau lòng thì người dân cũng chúng tôi càng cảm thấy uất hận hơn. Tại sao khi cán bộ gây đau thương tang tóc cho dân Thủ Thiêm thì ông đau lòng? Việc này cho thấy ông là người của thế như thế nào? Và như ngày 1 tháng 10 năm 2019, ông Nhân nói mở bản đồ ra thì thấy năm khu phố, ba phường nằm trong danh Thủ Thiêm nhưng hoàn toàn những bản đồ đó và những quy hoạch đó là dạ không đúng pháp luật nên ông nhân nói vậy dân chúng tôi càng bức xúc và mất niềm tin hơn một loạt cán bộ lãnh lão thành lãnh đạo của thành phố thành phố Hồ Chí Minh vừa bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 Người có chức vụ cao nhất bị Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao quyết định khởi tố hôm 10 tháng 7 là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến. Kế đến là ông Trần Trọng Tuấn, Phó Tránh Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phan Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Kỳ hoạch Kiến trúc, Trần Quốc Đạt, Phó Phòng Phát triển và Thị trường Bất động sản và Lê Tấn Hòa, chuyên viên Sở Xây dựng. Vì sao chỉ những cán bộ cấp phó có sai phạm đất đai bị khởi tố? Còn những vị cựu lãnh đạo thành phố như Lê Thanh Hải tức Hải Nhật, Nguyễn Văn Đua tức Bà Đua, Tất Thành Cang tức Năm Cang và Lê Hoàng Quân. Mặc dù bị chính quyền kết luận có sai phạm trong vụ thủ thiêm nhưng chỉ bị kỷ luật mà vẫn chưa bị truy tố. Ông Cao Thăng Ca, một dân oan thủ thiêm khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 13 tháng 7 năm 2020 liên quan đến việc này cho biết. Đó là điều hiển nhiên ai cũng nhận thấy vì hiện nay nhóm lợi ích Lê Thành Hải tất thành cang đang chiếm tỷ lệ rất lớn trong thành ủy. Thành ủy chưa ai có thể đụng đến nhóm lợi ích này được và khi chưa đụng được vào nhóm này thì có đối thoại cũng chỉ là nói láo mà thôi vì không có căn cứ pháp lý để thực hiện. Chúng tôi thấy những bằng chứng họ giải quyết vụ 4,3 hecta ngoài danh nhưng vẫn căn cứ quyết định thu hồi 1997, vẫn căn cứ quyết định số 135-12306 áp dụng cho Thủ Thiêm thì đây là sự lộng quyền trắng trợn, vi phạm pháp luật một cách lộ liễu không thể chấp nhận được. Ông Nguyễn Đình Đệ cũng là một dân oan Thủ Thiêm nói với phóng viên hôm 13 tháng 7 năm 2020 những người mà tôi đã yêu cầu khởi tố là lê thanh hải lê hoàng quân nguyễn văn đua tất thành cang bắt giam và bắt những người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật trước nhân dân quận hai vì những sai phạm của những người này nhưng đến giờ này những người này vẫn chưa bị khởi tố và lý do duy nhất là quyền lợi phe nhóm còn cài cấm lại quá nhiều ông lê thanh hải đã giữ chức bí thư thành ủy thành phố Sài Gòn hơn 15 năm đã cài cắm những chân rết những thế lực của mình vào những ban ngành nên bây giờ mà muốn đem ra những người này ra xử thì phải nói là rất khó. Hồi đầu năm 2020, ông Lê Thanh Hải, nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị kỷ luật vì những sai phạm trong dự án khu đô thị mới thủ thiêm. Kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương cho rằng Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mà đứng đầu là ông Lê Thanh Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội. Ngoài ông Lê Thanh Hải còn có một số lãnh đạo cấp cao khác của thành phố bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định có sai phạm đó là ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Vũ Hùng Việt, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đến ngày 20 tháng 3, Bộ Chính trị Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thi hành kỷ luật hai vị lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015, đó là ông Lê Thanh Hải, cựu Bí thư Thành ủy và ông Lê Hoàng Quân, cựu Chủ tịch Thành phố. Những cơ quan này nói vi phạm của hai ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Vũ Hùng Việt, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách nhưng đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì sao những sai phạm bị cho là nghiêm trọng của Thủ Thiêm mà các vị cựu lãnh đạo thành phố chỉ bị xử lý ở mức kỷ luật, thậm chí có người còn không bị kỷ luật vì hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia Việt Nam khi trả lời, phóng viên cho biết theo ủy ban kiểm tra trung ương những người lãnh đạo của thành phố trong nhiệm kỳ trước phải chịu trách nhiệm trước những quy định của pháp luật phải xử lý nghiêm về mặt cán bộ đối với các hành vi gây thất thoát tài sản đặc biệt trong lĩnh vực đất đai thì luật đất đai luật hình sự quy định rất rõ là có những điều quy định để xử lý những người gây thất thoát tài sản nhà nước nhẹ thì sẽ bị xử lý về mặt hành chính nặng thì phải xử lý về mặt hình sự Tuy nhiên, khi trả lời phóng viên Đài Á Châu Tự Do thì luật sư Đặng Minh Đình Mạnh cho biết thông thường thì tội danh của ông Lê Thanh Hải sẽ bị truy tố theo tội cố ý làm trái quyết định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông nói tiếp, tội danh này khi qua bộ luật tố tụng hình sự mới nó đã bị hủy bỏ, tuy nhiên hành vi của ông Hải được lập nhiều khi điều luật này đang có giá trị, cho nên nếu giải quyết theo pháp luật mà truy tố theo luật hình sự thì ông Hải phải chịu tội danh cố ý làm trái quyết định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Tội danh này có hình phạt rất nặng là có thể lên đến án phạt trung thân. Đánh giá về phương diện pháp lý theo luật sư Mạnh thì ông Hải cần thiết phải bị đưa ra để khởi tố thành một vụ án hình sự nhằm chứng tỏ nguyên tắc rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật từ người dân thường cho đến các quan chức cấp cao thì đều nằm trong vi phạm nguyên tắc đó, ông nói tiếp. Rõ ràng là lãnh đạo thành phố trong những thời kỳ quản lý đã gây ra những sai phạm rất nghiêm trọng về vấn đề pháp lý đối với thủ thiêm. Một phần trong số những người đó hiện nay vẫn chưa bị xử lý như ông Tất Thành Cang hoặc Lê Thành Hải. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố khẳng định, chẳng hạn những người này gần như chưa bị pháp luật sờ gáy thì có thể nói gì khác được. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khi trả lời báo chí hôm 11 tháng 7 liên quan đến việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến và bốn cán bộ khác vừa bị khởi tố cho biết mỗi một kỷ luật của Đảng về cán bộ là ông rất đau xót. Ông Cao Thăng Ca nhận định về câu nói của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nhân nói xử lý cán bộ đau lòng thì người dân chúng tôi càng cảm thấy uất hận hơn. Tại sao khi cán bộ gây đau thương tăng tốc cho dân thủ tiêm thì ông không đau lòng? Việc này cho thấy ông là người như thế nào? Như ngày 1 tháng 10 năm 2019, ông Nhân nói mở bản đồ ra thì thấy 5 khu phố, 3 phường nằm trong danh thủ thiêm. Nhưng hoàn toàn những bản đồ đó là sai quy hoạch, đó là hồ, đó là bản đồ giả, không đúng với pháp luật. Nên ông Nhân nói vậy, dân chúng tôi càng bức xúc và mất niềm tin hơn. Ngoài 4 cán bộ vừa chi tố hôm 1 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố kỷ luật 66 cán bộ bị xét có sai phạm trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm và sẽ báo cáo kết quả xử lý với Ủy ban kiểm tra Trung ương ngay trong tháng 7 năm 2020. Đây là những con tốt thí thôi, kẻ chủ mưu chưa vào trong. Người dân quận 2 và tôi rất mong rằng những người đã gây ra tội ác cho bà con thủ thiêm phải bị trừng trị đích đáng chứ bắt những tay này chỉ là những tay cò mồi tham nhũng ở việt nam mang tính cả một hệ thống chính trị có các thế lực sân sau để bảo kê còn như ông tuyến phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chỉ là con cá nhỏ nhưng người dân thành phố cũng như thủ thiêm cũng rất vui vì ông tuyến là người cũng có liên quan đến thủ thiêm bị bắt Chúng tôi cũng mong muốn rằng sắp tới nhà nước có những mẻ lưới lớn hơn, bắt được những con cá lớn hơn. Theo ông Đệ, ngày nào chưa giải quyết được những tay chân thuộc hạ của phe nhóm Lê Thành Hải cài cắm lại, thì ngày đó người dân Thủ Thiêm không bao giờ đòi được công bằng. Và nếu như Lê Thanh Hải chưa bị bắt thì vấn đề Thủ Thiêm chưa được giải quyết một cách dứt điểm. xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm vào nút chia sẻ để sự thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi